Ngày lễ tình nhân thì chúng ta sẽ nói chuyện về tình yêu nhé. Ở đây tình yêu không có nghĩa là chỉ là tình yêu của đôi lứa, mà chúng ta nói về tình yêu và hạnh phúc. Nhân dịp này tôi xin chia sẻ với các bạn một vài điều về hạnh phúc trong cuộc sống nữa. Các bạn nghĩ xem, tất cả chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta làm việc, chúng ta kiếm tiền, chúng ta làm mọi thứ là chỉ để chúng ta cảm thấy được hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc của mình, đúng không các bạn? Nếu như mà mình có nhiều tiền, mình là đại gia, mình có đủ thứ nổi tiếng trên cuộc đời này, mà nếu mà mình không có hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Có đúng như vậy không các bạn? Cho nên câu hỏi không phải ở Việt Nam hay bất kỳ ở mọi nơi trên thế giới, mọi người đều luôn luôn có câu hỏi là làm sao để mà tôi đạt được hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là một câu hỏi rất là nhiều người hỏi ở mọi tầng lớp trong xã hội, người giàu, người nghèo, người thật giàu, người thật nghèo. Tôi muốn xin chia sẻ với các bạn một vài những cái gọi là những cái facts, những cái dữ kiện rất là khoa học để cho các bạn hiểu thêm và tự tìm ra cái câu trả lời cho mình. Thì một trong những người về bác sĩ cũng như là về nhà tâm lý nổi tiếng của Mỹ, chuyên cả cuộc đời ông chuyên nghiên cứu về hạnh phúc, đó là ông Martin Seligman. Ông ta là một giáo sư tiến sĩ, và các cuộc nghiên cứu của ông ta, tất cả mọi quốc gia trên thế giới chỉ đều đến mục đích đó là tìm hiểu cái gì làm cho người ta hạnh phúc, điều gì làm cho người ta hạnh phúc. Thì sau nhiều cuộc nghiên cứu, ông đã đưa ra một cái công thức mà tôi nghĩ rất là dễ nhớ, đó là công thức của ông ghi là H là chữ H equals là bằng H equals S plus C plus V. H là happiness, là hạnh phúc, equals là bằng, ha các bạn ha. S là set point, set point có nghĩa là cái điểm định sẵn, tôi sẽ giải thích tiếp ha. Tiếp theo là C là condition of living, tức là điều kiện sống, và cộng thêm một điều nữa đó là V là voluntary action, tức là những cái sự chọn lựa, những cái hành động mà chọn lựa do bản thân mình. Thì tôi nói lại công thức của ông là hạnh phúc bằng với lại H bằng với lại S cộng với lại C cộng với lại V, có nghĩa là happiness, hạnh phúc bằng với lại cái điểm mình đã được định sẵn, và cái kế tiếp là điều kiện sống, và cái cuối cùng là những sự chọn lựa của mình. Điều đó nói lên ý nghĩa gì? Và thêm một con số nữa, đó là ông ta còn chia ra được phần trăm. Thì trong 100% của cái hạnh phúc thì trong đó thì chúng ta sẽ có 50 là set point, 50% là set point, tức là set point ở đây chúng ta nói về mặt di truyền, tức là chúng ta sinh ra đã được định sẵn. Có những người là được sinh ra đã cảm thấy là hay lạc quan rồi, còn có những người sinh ra trong cái di truyền, trong cái gen của mình là đã có một cái thiên hướng là dễ bị buồn, dễ bị bi quan, dễ bị thất vọng. Thì chúng ta được sinh ra 50% đã được định sẵn bởi DNA, tức là di truyền. Thì cái set point là di truyền là 50%, và 10% là điều kiện sống, tức là giàu nghèo, mình có tiền nhiều tiền ít hay không, cái điều đó nó chiếm khoảng 10% trong cái hạnh phúc của mình. Và 40% còn lại là voluntary actions, tức là những cái sự chọn lựa, những cái hành động của mình trong cuộc sống. Thì những cái điều mà trong tầm điều khiển của mình là hơn 40%. Đó, các bạn thấy là con số rất là để đưa ra chúng ta rất là nhiều điều rất là thú vị. Và thêm một cái con số nữa mà tôi chưa có tìm ra được cái con số chia ngang bằng với Việt Nam, tôi nghĩ là tôi nhờ các bạn giúp giùm. Sau khi mà xem video này thì hãy comment ở dưới xem là như vậy thì tương đương với Việt Nam là bao nhiêu. Thì những cái con số của ông mà ở Mỹ đó, ông nói rằng là mình thường hay nghĩ là ai mà càng nhiều tiền thì càng hạnh phúc, thì là càng là cực đỉnh hạnh phúc. Điều đó hoàn toàn không đúng theo như là những cái trải nghiệm của chuyên gia Martin Seligman, mà ông tìm ra là như thế này. Tức là khi mà chúng ta nghèo đói, chúng ta thiếu thốn thì điều đó rất là ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, khi ở một cái mức độ là ngang đối với Mỹ đó, là cái mức thu nhập hàng năm là khoảng 70.000 đô một năm, thì cái con số mà trên đó nữa, nó không ảnh hưởng nhiều nữa tới hạnh phúc. Tức là tôi
tôi không biết con số lương như vậy thì ngang với Việt Nam là bao nhiêu, nhưng mà cái lương đó là lương đủ sống cho một gia đình, sống tốt, có cơm hai bữa ăn, một năm có thể đi du lịch một lần, không có nghèo đói, không giàu, nhưng mà đủ trả những cái bill, những cái khoản hàng tháng, các bạn hiểu, cơm, nước, đi chợ, tiền học hành này nọ cho con, sống một cách vừa phải, không giàu, không hoang phí, không xa xỉ, nhưng mà không hề giàu tí nào cả, và nhưng mà cũng không có phải là thiếu hụt, thì là khoảng 70.000 đô một năm. Thì khi mà dưới con số đó thì chúng ta sẽ chật vật vì và chúng ta sẽ bị khổ, chúng ta sẽ thiếu hạnh phúc. Nhưng mà khi đã đạt ngang cái con số đó rồi, trên cái con số đó thì tiền nó không đem lại hạnh phúc nữa, nó bị bão hòa. Cho nên các ta hiểu lầm, nếu người đó là đại gia triệu tỷ phú chắc người đó vui lắm. Không phải các bạn, cái con số đã nó đã bão hòa con số đó, mà cái hạnh phúc còn lại nó dựa vào những cái yếu tố khác rất là đặc biệt đó. Các bạn thấy như vậy thì những yếu tố còn lại, như ông ta nói là 40% là sự chọn lựa của cá nhân. Tôi không biết các bạn, dĩ nhiên đối với mỗi cá nhân chúng ta sẽ có những cái định nghĩa hạnh phúc riêng cho mình, không ai giống ai hết. Có người nghĩ rằng là tôi sẽ lấy được anh chồng này thì tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Có người nghĩ không, nếu mà tôi được độc thân thì tôi sẽ rất là hạnh phúc, nếu mà tôi ly dị tôi thoát ra được ông chồng này tôi sẽ hạnh phúc. Các bạn hiểu, tức là mỗi người sẽ có những cái định nghĩa rất là khác nhau trong những hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên nhìn chung và đối với tôi muốn chia sẻ với các bạn công thức 5F của tôi về hạnh phúc của riêng tôi. Đó là đối với tôi hạnh phúc nó sẽ bao gồm trọn vẹn gồm những điều sau đây, 5 cái chữ F. Cái F thứ nhất là phí, tức là cái tín ngưỡng, cái lòng tin, cái lý tưởng của mình, cái phí là cái điều quan trọng nhất. Cái thứ nhì là F thứ hai là family, là gia đình. Và cái F thứ ba là friends and fans, tức là những người bạn cũng như là những người fan hâm mộ của mình. Và cái thứ tư là, và chữ F kế tiếp đó là freedom. Freedom có nghĩa là một cái sự tự do, tự do được theo đuổi, được làm những cái điều mà mình yêu thích. Và kế tiếp là fulfillment. Fulfillment là được sống mỗi cuộc sống có ý nghĩa, có giúp ích cho xã hội và tạo ảnh hưởng cho xã hội. Đó là năm chữ F định nghĩa của Lan trong một hạnh phúc. Lan xin chia sẻ lại, đó là F thứ nhất, đó là faith, là tín ngưỡng, là lý tưởng của mình. F thứ nhì là family, là gia đình. F thứ ba là friends and fans, bạn bè, những người bạn bè và cộng đồng, những người hâm mộ mình. Và F kế tiếp là freedom, là sự tự do. Và F cuối cùng là fulfillment, có nghĩa là được cống hiến, được sống một cuộc sống có ý nghĩa. Vậy hạnh phúc đối với bạn là gì? Tôi muốn qua những cái thông số kỹ thuật khoa học của giáo sư tiến sĩ Martin Seligman, các bạn tự cho ra cái công thức cũng như là cái định nghĩa hạnh phúc của riêng mình. Và các bạn nhớ nhé, hạnh phúc ở quanh đây. Happiness is all around here. Happiness is very simple. Hạnh phúc rất là đơn giản. Happiness is all around here. Hạnh phúc ở quanh đây. Chúc các bạn một ngày lễ Valentine's Day nhiều hạnh phúc, nhiều tình yêu bạn bè, tình yêu đồng đội, tình yêu xã hội, tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Lamborghini TV. Và các bạn đừng quên like, comment, chia sẻ và đăng ký vào kênh để chúng ta nhận video mới vào thứ ba và thứ sáu mỗi tuần. Xin cảm ơn. Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.